Đây là cái trà là ăn quả cái gia đình bà con cô bác. Trà là Trung Đông này. Cây cao hơn 1 mét bà con cô bác nhé. Bà con cô bác ai có nhu cầu trồng cây trà là ăn quả, cây cao từ 1 mét trở lên, bà con cô bác liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống 4s.com. Vườn gia đình đang còn rất nhiều cây rất đẹp bà con cô bác nhé. Bà con cô bác từ Bắc chí Nam ai có nhu cầu trồng cây trà là Trung Đông, trà là ăn quả, liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống 4s.com. Vườn gia đình đang còn rất nhiều bà con cô bác nhé. Cây bao đẹp luôn. Bà con cô bác từ Bắc chí Nam ai có nhu cầu trồng cây trà là ăn quả, trà là Trung Đông, liên hệ số điện thoại 0919 255 145 hoặc cây giống 4s.com. Gia đình đang còn rất nhiều cây bao đẹp luôn ạ.